Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Độ Không Tuyệt Đối, tên tiếng Anh là Absolute Zero. Em xin hỏi chị Nan có thể mang mèo đến ở chung không? U là trời, chúng ngay cái bà mê nuôi mèo, thế là ok la, cứ mang tới đi em, chị phụ nuôi cho. Nói chuyện một hồi thì chị Nan có một cảm giác rất là khó tả với em Sun. Thấy quen quen ta ơi, hình như có cảm giác gặp nhau rồi thì phải, cũng ngồi tám chuyện y như vậy nè, mà chả nhớ lúc nào. Chắc là do chị già rồi nên bị hoang tưởng cũng nên, thôi kệ bà nói đi em. Thấy chị Nan vui vẻ và vẫn tốt với mình y như ngày xưa, em Sun vui lắm, khoe với ông xã hỏi này xém khóc luôn, may mà kìm lại được. Vậy là chuyện chỗ ở đã xong rồi he, chỉ cần dọn đồ qua ở nữa là ok la luôn. Chế Nan gặp được em mèo thì mừng lắm, từ nay ở đây với chế lo ăn lo cho nha, đồ ăn đồ uống, cắt để chế lo hết cho nè. Mèo ngoan, nhìn căn phòng nó vẫn như ngày nào, bao cảm xúc và kỷ niệm ngày xưa ông xã cư mang lúc em Sun du hành thời gian lại hiện ra. Để tăng thêm phần ướt át, ông xã còn mở thêm bài hát cắt đi nỗi sầu của Tăng Duy Tân cho em thụ nghe mà feel theo. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tan. Anh bắn đi mọi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi, anh muốn, mỗi tối đến anh không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình, em để lại, trong tim. Anh không thể đếm, đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do, cho cuộc tình không tên. Anh đã thức, thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em. Nhưng anh biết, trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống, muốn buông tay, sầu răng kín nỗi nhớ đong đầy, anh đang chết dần ngày từng ngày. Em ơi, nhớ em rất nhiều, em ơi anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ hơn cả nhớ nhà, nhưng em đâu nhớ gì đến ta. Lúc yêu chẳng hiểu, khi chia ly sẽ đau rất nhiều, đau đến trong tận linh hồn và cuộc đời một màu băng giá. Em ơi anh muốn, mỗi tối đến anh không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình, em để lại, trong tim. Anh không thể đếm, đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không tên. Anh đã thức, thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em. Nhưng anh biết, trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống, muốn buông tay, sầu răng kín nỗi nhớ đong đầy, anh đang chết dần ngày từng ngày, em ơi. Sau khi đã ổn định chỗ ở, ông xã chở em Sun ra mắt ba mẹ ngay và luôn. Ba mẹ ông xã vẫn dễ dãi như mọi khi. Ông xã dẫn ai về đều đón tiếp rất nồng hậu và coi như là con cháu trong nhà. Đặc biệt khi biết đây chính là Su An Sun trong truyền thuyết mà ông xã hay nhắc đến, mẹ ông xã biết ngay đây chính là nhỏ con dâu thất lạc của mình bấy lâu nay chứ còn ai nữa. Cả nhà cùng đoàn tụ vui vẻ sau bao năm xa cách, thấy bà mẹ chồng và ông xã cứ dần dần với nhau. Em Sun tức lắm phải xen vào giữa chia cách hai mẹ con nhà này ra mới được. Con là con dâu thất lạc của mẹ này mẹ ơi. Những ký ức ngày xưa cùng ba mẹ chồng lại ùa về với em Sun. Em Sun vui lắm vì cuối cùng mọi đau khổ không hay cũng đã qua. Bây giờ là thời khắc chế tận hưởng cuộc sống máy em ơi. Ông xã và em Sun tiếp tục đến cái quán cơm bờ sông thần thánh để ăn cơm và ôn lại những kỷ niệm xưa. Ông xã tiếp tục giở trò nhồng nhẽo kêu em thụ đút cơm cho mình ăn. Còn trêu em Sun, người yêu ai mà đáng yêu ghê. Quá trời quá đất với anh top này rồi, vẫn thảo mai y như ngày xưa, nhưng mà chế thích nha, a hi hi. Hôm nay là chủ nhật, nhưng công ty có chuyện nên ông xã vẫn phải đi làm, bỏ em Sun ở nhà chơi với chế Nan và con mèo Neon. Em Sun hỏi chị Nan vụ cho thuê phim 18 cộng hôm bữa gợi ý, sao rồi ạ? Chị Nan ủng hộ hai tay hai chân luôn. Phim gì chứ phim 18 cộng là chị chịu. Buồn buồn chị coi ké. Cho thỏa niềm đam mê, em Sun mừng lắm, dự định sẽ cùng ông xã đi sắm một cái kệ trưng bày thật là hoành tráng để giữa cái quán nhìn cho nó hấp dẫn. Lũ bạn ông xã hay tin ông xã dọn lại quán cà phê ở nên Monument đến để chúc mừng trở về mái nhà xưa. Nhưng Sukana, hôm nay ông xã đi làm nên phải ngồi đợi tới tối. Mặc dù tụi nó có nhắn tin báo ông xã từ trưa, nhưng ông xã đách thèm trả lời. Như vậy liệu tình bạn này có bền lâu không nhỉ? Trong lúc chờ đợi thì em Sun về tới, chồng đi vắng thì vợ ở nhà tiếp khách nhé. Thế là em Sun ngồi vào bàn trà mà đàm đạo với các em. Lúc trước tụi nhỏ phải dâm dấp kêu em Sun bằng anh mà giờ đây đứa nào cũng thù lù, bằng tuổi em ấy hết nên em Sun có phần không thoải mái cho lắm. Chắc cái nết của bà này là muốn làm mẹ thiên hạ, má thiên nhiên hay sao ấy. Nên cứ nói chuyện nghe như kiểu bề trên, dạo này mấy đứa sống khỏe không? Có bị áp lực gì không? Ba đứa bó tay với em Sun này luôn, bằng tuổi mà nói chuyện y như mấy người thế hệ trước vậy á. Không khí đang ngượng nghịu thì ông xả về tới, may quá chồng về chế chuẩn đi cho lẹ. Lát sau, nhỏ Na đi vệ sinh thì vô tình gặp em Sun. Nhỏ Na hỏi em Sun còn nhớ đã từng hỏi mình là có tin vào chuyện xuyên không không? Na trả lời, bây giờ em đã tin là có. U là trời, thì ra con Na này nó nhớ em Sun là ai cả nhà. Em Sun cũng ngạc nhiên lắm, nhưng bây giờ khác xưa rồi em ơi, anh không thể thân thiết với em như ngày xưa được nữa.
cả hai ngượng nghịu chào nhau mà không nói thêm câu nào. Hôm nay là ngày em Sun bắt đầu đi học cao học, ăn sáng xong thì ông xã chở em Sun đến trường. Nhìn cái vòng tay thần thánh mà ông xã đang đeo, em Sun ngạc nhiên vì 10 năm rồi mà nó còn y như mới, đúng chuẩn hàng Thái Lan chất lượng cao mà. Ông xã nói vòng tay thì còn cái nhẫn không biết bỏ đâu rồi, tìm không ra. Em Sun hơi buồn nhẹ, rồi than vãn chuyện chả ai nhớ đến em ấy của lúc trước cả, làm phải lấy lòng mọi người lại từ đầu, oải thấy bà luôn. Nhưng được rồi, dù gì cũng đã có ông xã bên cạnh nên bé sẽ cố gắng. Để thay đổi không khí, ông xã, em Sun cùng ba mẹ chồng đi biển chơi. Cặp đôi nắm tay rồi đi dạo biển cùng nhau, trông rất là hạnh phúc. Ông xã kêu em Sun tháo cái vòng made in Thái Lan ra mà đeo lại cho em thụ. Em Sun hỏi, tìm được nhẫn nhựa rồi à? Ông xã đáp, em vẫn chưa tìm được anh à, nhưng anh nhận giúp em cái nhẫn hột xoàn bạch kim trị giá 3 tỏi này giúp em nhé. Em Sun nhìn cái nhẫn trà bá lửa thì vui lắm, gật đầu đồng ý ngay. Khoang, chưa hết đâu mấy má ơi, phim vẫn còn nè. Cuối phim là cảnh em Sun bưng nước ra bàn mời bạn bè ông xả uống. Thì từ xa ông chú cho thuê băng đĩa lại hiện hồn về, đi đến kệ đĩa lấy một cái đĩa phim để mướn về nhà xem mới ghê. Của em nhớ là ông ấy mất rồi, con gái của ông mới đem hết đĩa phim cho em Sun. Mà sao bây giờ ông còn sống nhăn răng mà đi thuê phim của mình về coi vậy cả nhà. Em sang chấn với ông đạo diễn bộ phim nhiều phim đam Mỹ hay khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.